Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ mở hộp máy Vivo V7 Plus của hãng Vivo. Đây là một con điện thoại khá là mới trên thị trường Việt Nam. Phía trước hộp đó là cái phần biểu tượng camera là 24 megapixel. Rồi mình sẽ bên hông máy, không có gì hết, không có gì luôn. Rồi nói gì nhưng mà sau máy các bạn sẽ để ý là nó sẽ có về thông tin sản phẩm ha, về xuất xứ nè, về tên sản phẩm nè. Ngoài ra nó sẽ có về thông tin về camera trước là 24, màn hình Full HD Display, tức là màn hình này màn hình giống như tràn viền rồi đó, khá là rộng. RAM là 4GB, bộ nhớ trong là 64GB và camera sau là 16 chấm ha. Mình sẽ mở bên trong máy có những gì. Đây là sản phẩm máy, mình tạm để nó qua một bên ha, mình sẽ mở bên trong hộp. Đây là những cái con tem của sản phẩm đi kèm. Còn đây là cái case, đây là cái case sim, các hướng dẫn. Ngoài ra bên hãng có tặng cho mình một cái case silicone trong suốt, và trong đây là có sách hướng dẫn ha. Cái case này bạn mua mà bị thiếu thì bạn nên đòi cái chỗ cửa hàng mình mua. Đây là cục sạc, cái dây cáp sạc. Còn đây là tai nghe màu trắng, chữ Vivo, của hãng Vivo luôn, chắc 3.5. Còn đây là củ adapter sạc. Rồi cho mình phóng lên để bạn xem thông số ha. Đó, nguồn ra là 1.6A, sạc cũng tạm vừa. Nguồn vào là 100 đến 240 V, 0.25A. Bên xong xong phần cầu sạc rồi, mình sẽ để lại vô. Mình sẽ lấy máy ra. Đây là cái gọi là cái guarantee. Rồi sản phẩm này mình mở máy lên ha. Rồi bạn thấy không? Nhìn rất là mượt mà, RAM 4GB, tác vụ khá là nhanh. Đây là hướng dẫn các bạn nhé, các bạn sẽ bút từ dưới lên để vô trung tâm điều khiển của máy. Nó dùng bắt trước cái giao diện của iPhone ha. Bút dưới lên nè, có những thông tin về độ sáng, màn hình gì đó. Ngoài ra còn cái trên đây là cái thông báo ha, muốn xóa thông báo bấm lúc này đi. Bút qua bút lại giao diện của máy. Ngoài ra đặc biệt là dòng này thì nó là màn hình tràn viền, các bạn thấy cái viền nó rất là mỏng và nó không có phần phím cứng, phím điều hướng cứng như là những dòng khác như Vivo 5S hay Vivo 69, mà nó là một cái màn hướng phím ảo. Phím ảo này thì các bạn có thể vô phần cài đặt để chỉnh lại theo ý của mình, thêm về màu sắc, về thanh. Đó, phím điều hướng ảo nè, bạn chỉnh lại theo ý mình, vị trí mà ưa thích, kiểu thanh điều hướng này các bạn chọn màu, cho thay đổi cái màu để dễ phân biệt, dễ nhìn. Rồi đây là mặt trước, cái phần viền trên thì nó có cái tích hợp cái mic, lỗ mic nè. Đó, lỗ mic theo. Phần bên hông thì nó là cái nút tăng giảm âm lượng, phím nguồn. Bên dưới thì nó sẽ là cái cổng sạc, cổng tai nghe, mic và loa ngoài. Tai nghe jack 3.5 ha. Bên hông này là cái khay sim thẻ nhớ. Và phía sau các bạn thấy là cái cụm, đây là cụm cảm biến vân tay. Phía trên thương hiệu Vivo. Và đây là camera sau 16 chấm, đèn flash. Cái dạng anten thì hãng thiết kế nó nằm ở trên đây. Các bạn thấy cái dạng anten này. Đó, nó giúp cho cái việc thu cái bắt sóng tốt hơn. Cái kiểu này thì cũng bắt trước của iPhone luôn ha. Thì mình thử mở chụp tấm hình coi. Ồ, các bạn thấy không, camera rất sắc, nhìn nét kinh hồn luôn. Đó. Rồi bạn thấy cái màn hình tràn viền không, rất là rộng. Quá màn hình màu đen thì các bạn thấy nó là gần như là không thấy cái viền luôn, rất là đẹp.
để cái viền này nó phân biệt dễ hơn các bạn, mở cái nền màu trắng lên các bạn thấy ha. Đó. Cơ bản của máy là xong, mình cảm ơn các bạn.